Anh luôn luôn thích. Hề không cần đẹp em. Diễn hề không cần đẹp, anh xấu như quỷ người ta em vẫn thấy cười. Chưa? Sai quan điểm. Em thấy chưa? Sai quan điểm. Hài bây giờ văn minh là đẹp vẫn hài đúng không em? Nói vậy là sỉ nhục Thu Trang. Ủa là vậy vậy? Nè em, bây giờ chị nói em nghe vậy. Khi mà em vừa bước ra sân khấu đó, chỉ cái nét diễn đầu tiên của em thôi là chị nghĩ em thích hợp về với đội chị rồi. Đúng, chính xác. Tại vì cái nét của em rất là giống với chị, chỉ là em chưa có sắc miếng gọn, gãy gọn được hay thôi. Bạn, bạn huấn luyện viên nên nói rõ cái nét em giống chị hả? Nét diễn. Okay. Nói như vậy. Ok. Đó, nét đẹp, đẹp, nét đẹp là không đúng hả? Ừ. Không, nét đẹp mình thấy cũng được chứ sao hai bạn diễn quá vậy? Đẹp vậy. Ngồi xuống đi. Nè, em cho anh coi nè. Em mới đi shopping vậy á. Cái bộ đồ này á, là em đi đám cưới gì Út. Còn cái bộ này á, là em đi thôi nôi bé ba. Còn cái bộ này á, là đi đám giỗ cậu ba. Được không anh? Anh suy nào. Hả? Gia đình anh mới báo tin. Báo ba tin gì? Ba anh gặp chuyện rồi. Trời ơi, ba anh có chuyện hả? Sao anh báo đột ngột quá à? Làm sao em chuẩn bị đồ đi đám kịp? Đám gì? Đám ma. Quyên! Gì anh? Sao em xây dựng tính cách nhân vật em vô duyên quá vậy? Chứ sao anh nói là ba anh có chuyện? Trời đất ơi! Ba anh gặp chuyện vui. Trời, anh xây dựng tâm lý anh ngược quá. Anh, ba có chuyện vui gì nói em nghe coi nè. Ba anh mới bên Mỹ á. Sao? Báo tin về là ba anh trúng số rồi. Ba anh trúng số? Trúng nhiêu? 1.400.000.000 đô la. 1.400.000.000 đô la. Đổi sang tiền Việt là 31.453.625.900.41.000.45 đồng. Thôi chị 145 city. Bỏ đi em. Bỏ đi anh, đừng có thấy mệt quá anh ơi. Anh ơi, giờ sao chúng quá trời mà sao anh buồn? Em à. Anh sao? Nhà anh đã giàu sẵn rồi. Bây giờ gặp có điều kiện nữa làm sao mà anh sống nổi đây? Anh ơi. Mấy mà nếu như mà anh cảm thấy khó khăn trong chuyện xài tiền quá thì anh cứ đưa em gánh giùm anh cho. Em gánh được mà, nha. Em nói thiệt hả? Em nói thiệt chứ. Em gánh giùm anh hả? Em gánh hết. Anh ơi, bây giờ hôm ấy mình đi mua xe hơi đi anh. Mình mua xe hơi mình đựng tiền nha. Em muốn mua xe gì? Em tính mua Mai Linh được không? Được không? Mai Linh là taxi mà em. Em rối quá. Anh ơi em rối quá, bây giờ làm sao đây? Em rối cái gì? Tại sao mà em rối? Chắc chắn là em phải về nhà anh làm dâu, đúng không? Mà sớm muộn gì á thì cái số tiền đó cũng thuộc về tay em. Bây giờ em phải làm sao đây? Đó là chuyện nhỏ mà em lo làm cái gì? Không, em lo lắm, em không biết là quản lý. Lo làm gì? Em lo lắm, anh đừng có vậy. Nói không phải khoe chứ ba anh tự anh lâu rồi. Sao mà tự ngay cái lúc quan trọng vậy? Thì ổng đâu có ưa em đâu, thì anh quen em thì ổng ghét ổng từ anh lâu rồi. Trời ơi sao bác dựng dai quá vậy? Hồi đó bác dược hội lỡ báo công an bắt bác thôi mà. Sao em hát với ba anh quá vậy? Tại vì ba anh dược hội má em. Trời ơi giờ phải làm sao đi hả Xuyên anh ơi? Ơi bây giờ phải làm sao đây anh? Trời ơi giờ phải làm sao bây giờ? Anh ơi thôi mà đừng có lo. Dù sao á hai đứa mình cũng yêu nhau thật lòng. À, ba anh á cũng là ba ruột của anh thì ba ruột em. Em nói lộn. Thì đúng rồi. Anh bỏ cái số tiền lớn đó anh theo em. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Xuyên à em đừng có áp lực mấy chuyện đó, không sao đâu. Anh yêu em thiệt mà. Em biết là anh yêu em nhưng mà đừng có áp lực mấy chuyện đó. Em áp lực lắm anh đừng có em nói. Em đừng vậy. Có buồn mà. Dù gì hôm nay là đây anh cũng chia tay em mà Xuyên. Giỡn hoài. Giỡn vui quá à. Thôi nha, không có giỡn gì nha. Thôi. Chị Tài thiệt. Chị Tài. Are you sure? Sure. Anh chia tay em. Yeah. Anh được lắm. Anh khốn nạn vừa vừa thôi. Ba anh trúng số, anh chia tay em. Ngày xưa má em trúng gió em cứ chia tay anh thôi. Nói đi. Càng nói càng xàm. Làm gì vậy? Đây là số tiền tôi đưa cho cô. Tiền gì? Tiền chia tay. Tiền chia tay? Anh nghĩ tôi cần tiền hả? Cái số tiền anh nghĩ tôi cần hả? Lỡ lấy rồi. Đứng đi cô. Anh đi đâu vậy?
sao lại làm như vậy? Cái gì có 5.000 vậy? Bạn đã được 4 sự lựa chọn. Và bạn là nữ, bạn nên biết là bạn chọn ai. Bạn có cái nét giống như Thu Trang quá trời. Dạ. Mọi người chỉ được một phút dụ dỗ thôi nha. À, chúng ta bắt đầu giới thiệu một tôi tí. Tôi thích bạn á, tôi thích bạn. Tôi nghĩ là chúng ta phải biết về đó. Thí sinh. À, nói gì đó. Nói cái gì đó. Ở đây là cái cuộc thi. Đó bởi vậy khổ. Em thấy không? Gia đình mà xào, còn xà xáo như à. Vậy à. Yeah. Ai? Em à, gia đình gì? Xào xáo gì ai? Gì ai gì một mình em đó. Có nghĩa là em có vị trí quan trọng trong gia đình anh lắm. Có không? Có. Về 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 với nhà anh nha. Em tên gì vậy? Dạ, em tên là Ngọc Xuyên. Hãy anh bấm chuông cho em trước. Dạ. Bởi vì sao? Bảy 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 bảy. Em bấm trước. Em bấm trước. Thôi xin lỗi anh ngộ nhận. Bởi vì anh khẳng định luôn. Dạ. Đây là gu của anh. Dạ. Cái gu của anh là diễn như chính kịch nhưng mà khán giả cười. Đúng rồi. Dạ. À, thứ hai nữa là em rất là đẹp. Dạ, cảm ơn anh. Và anh là những chuồng chọn em. À, em gái xinh đẹp ơi. Dạ. Ngôn tình. Cho anh hỏi em tên gì vậy? Dạ, em tên là Ngọc Xuyên ạ. À. Trời ơi, trưởng thương quá. Trưởng thương quá. Mình giao lưu với lại thí sinh mà làm gì ánh mắt như muốn ăn thịt người ta vậy? Em có nghĩ anh... Thấy cơ. Em có nghĩ anh định ăn thịt em không? Hả? Anh chỉ nói như vậy thôi. Em ơi, dạ. Hả? Sói quanh mình em ạ. À. Cho nên là em phải lựa cái chỗ nào mà an toàn nhất. Nhưng sói nó dũng cảm, nó bảo vệ được em. Em à, anh chỉ nói như thế này thôi. Em đẹp, em có quyền. Anh nghĩ là với một những cái huấn luyện viên mà người ta chỉ biết nghĩ đến cái chuyện mà yêu đương, người ta sẽ không tập trung vào cái chuyện huấn luyện em đâu. Em hiểu không? Dạ. À, anh nghĩ là vậy. Ồ, vậy thì bây giờ cái người có gia đình không có có huấn luyện cho em được hả? Cái mà... gia đình nó là một cái nền tảng em à. Một gia đình hạnh phúc là một cái nền tảng. Đúng không mấy bạn? Mình hạnh phúc thì mình mới thăng hoa được. À, anh nghĩ như vậy nè. À, chúng ta có nhiều điểm chung đúng không? Em lên sân khấu em đây tôi lý giải ngay đấy. À, em lên sân khấu em lựa chọn một cái váy rất là đẹp, em trang điểm đẹp, anh luôn hề không cần đẹp em, diễn hề không cần đẹp, anh xấu như quỷ người ta em vẫn thấy cười. Chưa sai quan điểm em thấy chưa sai quan điểm. Hai bây giờ văn minh là đẹp vẫn hài đúng không em? Nói vậy là sỉ nhục Thu Trang. Bạn nói đi. Không, đi ra vàng, đi ra vàng. Nè em, chị, bây giờ chị nói em nghe vậy. Khi mà em vừa bước ra sân khấu đó, chỉ cái nét diễn đầu tiên của em thôi là chị nghĩ em thích hợp về với đội chị rồi. Đúng, chính xác. Tại vì cái nét của em rất là giống với chị. Chỉ là em chưa có sắc miếng gọn, gãy gọn được hay thôi. Bạn huấn luyện viên nên nói rõ. Cái nét em giống chị hả? Cái nét diễn. Okay. Nói như vậy. Ok. Nét đẹp là không đúng hả? Ừ. Không, nét đẹp mình thấy cũng được chứ sao hai bạn diễn quá vậy? Không, Thu Trang đúng là cái đội của anh chị Thu Trang và Tiến Luật thì rất là hợp với em. Và cả anh Thịnh cũng vậy. Nhưng anh nghĩ là... Tôi bỏ đâu? Tôi có bấm mà. Tùy vào cách suy nghĩ của em thôi. Em biết tại sao anh bấm em không? Em đẹp hả? Đầu tiên không có. Đầu tiên em ra em diễn là nói đây, Thu Trang là chính xác nhất. Rồi diễn thêm một cái nên nói đây, Đức Thịnh là chính xác nhất. Nhưng mà cuối cùng anh bấm em là cái lúc mà em cầm cái bao phong thư đi á, là em chuyển cái thái độ á, là anh thấy em từ chính qua hài rồi chuyển qua bi á, mặc dù anh vẫn còn đang nén để chuẩn bị cười, nhưng mà em diễn được nhiều cái cảm xúc khác nhau, cho nên anh chọn em. Bởi vì cái người mà diễn được nhiều cảm xúc khác nhau là diễn cái gì cũng được hết. Anh thì anh không có nói nhiều gì hết, em chờ đợi của anh đi. Không, đây anh nói công tâm nè. Hiện nay 4 người bấm em hết, 4 đội bấm hết, nhưng mà để về một trong hai là một là anh Thịnh, hai là Thu Trang thôi. Anh vẫn hiểu là dẫu gì đội anh cũng nên có một người phụ nữ đẹp. Anh nghĩ là mùa giải năm nay em sẽ là hoa khôi đấy. Chút nữa em ngồi lại tí xíu là cũng có mấy cô mà Thành cũng nói y chang vậy thôi. Có rồi đi em, là có thiệt. Có rồi thôi. Không, anh nói thiệt, đừng về đội anh. Anh sẽ không làm cho em giỏi lên được đâu. Anh chỉ làm cho em duyên dáng hơn thôi.